Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Vì đâu nàng tình như thế của tác giả Vua Chết tập 3. Kể từ sau cái ngày của Trên Sân Thượng, Tử Tiếu Thiên không nhắc tới chuyện kia nữa. Thoạt nhìn qua thì cũng không có gì khác so với trước đây. Bọn tôi vẫn gà gật trong lớp, đến đếm thì luyện cấp, thỉnh thoảng thì cúp một hai tiết đi dạo phố. Tần suất nhìn thấy đảo nhìn thì ngày càng nhiều, thường ngày vừa rời khỏi phòng học là có thể nhìn thấy người đẹp mặt mày tươi tắn. Tôi với Tử Tiếu Thiên đi tới đâu thì đảo nhìn cũng hăng hái bước theo sát bên, làm cho tôi vô cùng khó ở, nhiều lần yêu cầu rời khỏi bộ ba này. Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi thật đó. Sở ăn trưa căng tin, tôi vừa bưng đĩa vừa thần khiết nói với Tử Tiếu Thiên. Nào giờ làm gì có chuyện yêu đương hẹn hò ba người hả? Mày nói với đảo nhiên đi, cũng đâu phải tao muốn lôi mày theo. Tử Tiếu Thiên cũng thành thật khai báo, mỗi lần tao hẹn nhỏ nhờ địa bảo dẫn mày theo cùng. Tôi gọi điện cho đảo nhiên bảo ngày mai cùng tên tiểu tử đó đi uống trà đi. Tôi với bọn Uy Ca ra tìm nét. Hả? Sự thất vọng trong giọng nói của đảo nhìn làm tôi có chút bối rối. Cỡ nào thì hai người cũng phải ra dáng đang yêu đương một chút chứ được không? Tôi không nhìn được bắt đầu lên mặt dày số đảo nhiên. Tôi rất muốn nói mắc chứng gì mà phải lôi người thứ ba theo vậy. Thôi thì cùng Uy Ca với Trần Chí Sa đi chung luôn nha. Ngâm mình ở tiệm nét mãi không tốt cho sức khỏe đâu. Mỗi lần theo mấy bạn sang đó mình đều để thấy như hút hít thuốc phiện quá liều. Đảo nhìn không thèm nghe lời dạy dỗ của tôi, đột nhiên ra quyết định biến yêu đương 3 người thành yêu đương tập thể 5 người. Tôi cũng chết sững ở đầu dây bên kia. Tôi bảo Uy Ca, Trần Chí Sa ngày mai cả đám mình đi. Hai người kia cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi ngơ ngác. Không phải là mày đi từ chối sao, rốt cuộc lại lôi đầu bọn tao theo. Uy Ca cũng cầm đũa chỉ vào tôi. Mày làm ăn sống nhanh hả? Tử Tiếu Thiên vừa ăn vừa cười. Khi chỉ có hai đứa tao, đảo nhìn không biết nói gì cả. Năm người chúng tôi xuất hiện ở đường lớn thượng nguồn Tân Cang. Nếu như không bàn tới việc đây là yêu đương tập thể thì cũng có thể hưởng thụ lắm. Đảo nhìn thực sự rất phấn khởi. Cô nàng người phương Bắc đối với phong cảnh như tranh thủy mặc ở thành phố nhỏ phía nam này quả thực là một chân trời mới lạ. Hơn nữa so với việc đi dạo chơi trong nội thành, tới đây xem núi non nước chảy quả là rất thú vị. Gọi đây là sông chứ không rộng lắm. Trình độ bơi lội gà mờ của tôi đầy băng qua cũng chỉ mất vài phút, nhưng mà nước rất trong xanh, bờ sông là những tảng đá đủ màu sắc hình thù như những vì sao nhỏ chiếm cứ thiên hà. Cả đám đi với nhau cũng đã bên nhau hơn nửa năm học, nhưng lại hoàn toàn không đi ngắm cảnh. Đảo nhìn với các nữ sinh khác đều thích xuống đường dành cho người đi bộ, bọn chung phòng ký túc xá chúng tôi thì chỉ thích trực chờ tiệm nét và quán thịt nướng. Mà tôi vốn lớn lên ở bờ sông, đối với cảnh sắc này cũng thỉnh thoảng thoáng qua, cũng không tới mức muốn gọi bọn nó ra đây đi dạo. Xuống đây đi. Đảo nhiên nhìn thấy một thềm đá có thể thông tới bờ sông, kích động kêu lên, sau đó không thèm chờ bọn tôi nhảy ngay xuống đó. Sau đó còn nghe tiếng nhỏ la lớn hơn. Có cá đó. Mấy tên phía sau nghe có cá là tinh thần tỉnh táo, có tên còn nhanh chóng phóng xuống. Bắt hai con lên nướng ăn đi. Tôi rất bất đắc dĩ mà xuống theo. Còn nói là mò bắt hai con lên đem nướng. Biết có bao nhiêu cá không? Ở sông này có cá hơn nữa cũng nhiều, nhưng cá lớn thì hên xui, đa phần chỉ toàn mấy con bé cứ ngón tay. Trời ạ, cá bé xíu vậy làm sao mà ăn? Tử Tiểu Thiên nhìn thấy con cá xong đứng dậy luôn, còn lớn còn bự hơn cả nó. Dù bảo là cá bé không bó bèn gì, nhưng cả đám như mấy con mèo mò cá. Kia là con cá vàng, giơ tay ra từng đâu là túm được. Cá bơi lội cả đàn từng đâu mò tới chiều, tôi chắc cũng được đầy rổ. Quả nhìn thì một lát sau đàn cá bị dọa bơi đi mất, nhưng mấy người kia thì vẫn mãi nghịch nước. Đảo Vĩ Nhân dẫn đầu Uy Ca và Tần Trần Chí Sa, cũng như mấy đứa trẻ to xác, hồn nhiên nghịch nước vì sông này không phải là dưới đây có bùn cát, mà là có đá, dâm lên đá là có thể bước đi trong lòng sông. Các em trai em cái phương Bắc này cứ thế mà vui đùa trong nước. Tôi với Tử Tiếu Thiên lên bờ ngồi, đột nhiên nước phàng tới, Tử Tiếu Thiên bị lạnh nên nhảy sừng lên, chỉ vào Uy Ca. Người đã tự cười ràng trớ làm nước văng tới chỗ nó. Tên Lao Uy cưa sừng làm nghé kia, mày biết cái gì gọi là cái lạnh mùa xuân không? Tao vẫn đang ngủ đông đó. Ông nội mày, ai nói mày giả ngơ, tao đây ngây thơ thuần khiết vẫn là một chàng trai chưa biết mùi đời. Lão Uy tức giận phản kích,
Sau đó nghiêng đầu hỏi Trần Chí Sa. Chí Sa, mày xem ta có nói đúng không? Trần Chí Sa đột nhiên bóp cổ họng rồi kêu. Đừng hỏi tao, tao còn tuổi vị thành niên. Tử Tiểu Thiền với Lão Uy đồng loạt sợ hãi kêu lên. Địch! Đào Mỹ Nhân được một trận cười tới run rẩy cả người, ôm bụng ngồi trên tảng đá bảo chết mất thôi. Tử Tiểu Thiền chỉ vào Đào Nhiên. Vị cô nương kia ơi, đừng có mà vui vẻ quá như vậy, cô cứ vừa cười vừa ở trong nước đi. Lát sau sẽ biết cái gì gọi là sẩy chân một bước mà thành thiên cổ hằn đời. Đào Nhiên cũng hét lên một tiếng còn cười lăn lộn hơn. Để luôn, người đẹp cũng có khi luống cuống như vậy. Tôi nằm dài bên bờ sông nhắm mắt lại, ánh mặt trời cùng những bọt nước mang tới cảm giác ấm áp và mát lạnh. Trong nháy mắt đó tôi hy vọng thời gian cứ dừng lại. Tại hình ảnh trước mắt này, chuyện tương lai về sau tôi không muốn đến, chỉ cần hiện tại. Vị công tử này muốn bị cảm sao? Tiếng nói của Tử Tiếu Thiên vang lên. Tôi mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảng lớn màu xanh lá cây, tiếp sau là giọt nước lạnh băng rơi xuống đôi mắt tôi. Tên này đến đột xuất làm cho tôi tưởng nó nháy mắt vừa phóng từ dưới sông lên, còn làm tôi bật dậy. Tao nói chưa, thần kinh vận động của mày thật kỳ, tiềm năng vô hạn nha. Giờ tôi mới nhìn rõ mấy người kia chơi mệt xong ngó lên bờ, trầm tay Tử Thiếu Tiền là một nhúm xanh lá cây bèo. Mày, não mày chảy thành sữa đậu nành hả? Đến bèo mà cũng chơi. Tôi thật sự cũng không biết sao, này quả là tâm tình trẻ con còn chưa chịu lớn. Đây không phải là cái loại cây dùng để trang trí mà thị trường đang bán đó sao? Một nhúm cũng được mấy đồng. Tay Trần Chí Sa cũng cầm đám bèo cẩn thận đưa đến nghiên cứu. Xem đi, tôi nhận lấy khăn giấy Đào Hiểu Đông đưa cho. Vậy nó là gì, không phải là bèo sao? Dùng làm mồi cho cá ăn với đuôi heo. Tôi bắt đắc dĩ trả lời, mỗi ngày ở sông này đều có người mang đồ nghề tới vớt bèo. Tử Tiểu Thiền nghe sầm cũng rất hứng hởi, đưa nhóm bèo tới trước mặt Uy Ca bảo ăn đi. Uy Ca cũng tức sùi bọt mép, Đào Nhiên, thằng này không đứng đắn gì hết, bạn thích nó ở chỗ nào vậy? Bên cạnh mình có rất nhiều người đứng đắn lắm rồi, mình thích kẻ không đứng đắn như vậy đó. Đào Nhiên cũng tươi cười. Tôi nhìn Tử Tiếu Thiên một cái, nó không có biểu cảm gì đặc biệt, còn đưa tay ra gỡ một lá bèo vướng trên tóc của Đào Nhiên. Hành động dịu dàng tới mức tôi chồng cũng phát bực. Chẳng lẽ sự việc trên sân thượng lại là nó đùa giỡn tôi sao? Mẹ nó, rốt cuộc mày đang nghĩ gì hả? Tử Tiếu Thiên phát hiện tôi nhìn nó bằng ánh mắt tức giận và lẫn phức tạp, khóe miệng cũng nhếch lên còn mỉm cười nữa. Tôi mất mặt rời mắt sang chỗ khác. Cái quỷ gì? Bọn mình qua đó ngồi đi. Đào Nhiên chỉ ra phía bờ sông bên kia. Có quán trà ở đó, chủ quán đem mấy chiếc cô ra che. Ngồi ở đó có thể vừa uống trà vừa phơi nắng. Tôi đi theo sau họ để uống trà phơi nắng, cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện như oán phủ nhìn Tử Tiếu Thiên nãy giờ. Tôi muốn giận vì cái gì, vì ai mà giận cơ, chết tiệt. Ngồi xuống bàn, Đào Nhiên bắt đầu chọn trà, nước, đồ uống, điểm tâm, đồ ăn vặt. Lấy cái này, có cái đó, lấy cái này luôn, đây là cái gì? Tử Tiếu Thiên đang nghịch di động, Uy Ca với Trần Chí Sa còn thản nhiên, nghiên cứu đám bèo. Tại sao lại đem đôi heo, rõ ràng y chang với loại cây bán ở thị trường làm đồ nội thất. Di động trong túi tôi cũng reo lên một tiếng. Tôi lấy di động ra nhìn, là tin nhắn người gửi là Tử Tiếu Thiên. Tôi xem lướt qua nội dung, thiếu chút nữa là thằng tay cầm điện thoại đập luôn vào mặt hắn. Tử Tiếu Thiên nhắn, vừa ghen đó hả? Ông nội mày, tôi hung hăng mắng một câu trong bụng. Nếu không phải ông đây này mặt Đào Nhiên đã tận tay túm cổ mày dìm xuống sông cho chết đuối rồi. Ghét nhất mấy người như vậy. Đột nhiên giọng của Đào Nhiên nhỏ đi, ánh mắt liếc sang bàn bên cạnh. Vừa có mấy người ngồi xuống bàn bên kia, có nam có nữ cũng 7-8 người. Tôi nhìn kỹ không khỏi cảm thán, ông trời vũ trụ to lớn như vậy, giao thông giữa các vì sao thật phát triển, người sao hỏa vậy mà cũng có duyên số ngồi uống trà cạnh người địa cầu. Có phải sinh viên trường nghệ thuật không? Năng lực dị thường có thể nhìn xa mà phán đoán chân tướng của Trần Chí Sa đang phát huy tác dụng. Nhưng đối mặt với mớ dữ liệu đồ hở hàng lộ cả áo ngực cuộn chế xuống cả phe bên kia, cảm thấy có thể ngồi cạnh thì đúng là công lực quá cao. Sinh viên trường nghệ thuật cũng không có thành tựu vậy đâu. Tôi không thể ưa nổi một vài loại trang phục, một là sỏ cả đống đồng lỗ tai,
hai là tóc nhuộm đủ màu, ba là quần chế lộ mông, bốn là váy tua rua ngắn quá lộ liễu. Các phỉ này lại đủ hết, còn bổ sung cho tôi ngứa mắt thêm 5, 6, 7, 8 triệu nữa. Chán quá. Đào Nhiên cũng nhíu mày xem bên kia xong, nhìn lại Đào Nhiên, quả thật có thể sò cây đón gió xuân. Đừng chú ý, mình cứ lo ăn thôi, kệ họ. Vì cả cũng phất tay, mấy người còn lại phủi mặt lo ăn uống. Hai chà, ghét ghê. Sau lần chuyển tới âm thanh đúng điệu, nghe trường tuột như được bôi dầu. Tóc gáy tôi dựng hết lên, gần đầu lên đã thấy đối diện là ánh mắt khổ sở của Từ Tiểu Thiên. Nó cắn miếng bánh trong miệng cả buổi nốt xuống không được, rốt cuộc lại ho sặc sụa. Nhìn tình cảnh này tôi quả thật không dám quay đầu. Đào Nhiên ngồi bên cạnh tôi, vừa định quay đầu nhìn, Vì Cà đã đưa mặt ra ngăn trước mặt nhỏ. Đừng nhìn, so với bên kia mặt mình đẹp hơn chứ. Thôi quên đi, Đào Nhiên để mặt Vì Cà ra quay sang bên kia. Một bên là ác mộng, một bên là độc dược, thật là nan giải cho mình, Vì Cà. Lời kia của Đào Nhiên vừa thốt ra, chúng tôi đã phá lên cười. Tốt xấu gì thì Vì Cà cũng là chàng trai trong sáng ngây thơ. Đào Nhiên không cười hùa với chúng tôi, mà cứ nhìn chằm chằm về hướng nhỏ đã quay đầu, sau đó kích động và đưa tay vỗ hai cái. Đẹp trai quá. Trời ạ, Đào Nhiên làm sao bạn có thể phấn khích khen người khác đẹp trai ngay trước mặt Từ Tiểu Thiên? Vì Cà cũng bất bình dùm Từ Tiểu Thiên. Thật mà, Đào Nhiên là chụp lấy cái bàn. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của nhỏ, có mấy người vừa đi tới từ bờ sông. Phía đi trước chính là kẻ mà Đào Nhiên khen đẹp trai, mặc áo khoác, đầu đội mũ, phảnh mũ che khuất hết chỉ nhìn được cái cằm. Nói thật tôi không biết làm sao mà Đào Nhiên lại thấy là đẹp trai. Từ Tiểu Thiên xem ra đồng cảm với tôi. Không có nhìn thấy mặt mà. Cằm về lại là đẹp rồi, Đào Nhiên trả lời ngắn gọn. Ba người chúng tôi nhìn chằm chằm Từ Tiểu Thiên, làm nó phải lấy tay che mặt. Nó nói cằm của ông đây không phải phê lai, kiểu dương mới là phê lai kìa. Mày khó ưa nhất, tôi cười mắng. Mình cảm giác phải tránh chuyện chẳng lành. Đào Nhiên chợt quay đầu lại nói nhỏ, không phải dân hiền lành đâu. Vì Cà cũng tổng kết lại, mấy người kia không nhanh không chậm bước tới, trông không giống như tới uống trà ngắm sông. Bọn họ không nghĩa mắt tới con sông cái nào, cũng không nói với nhau một tiếng, cứ như vậy mà bước. Bầu không khí cũng rất dữ dội, phía sau lưng tôi có vẻ rất sợ hãi, là băng đảng nhà ai đi đấu đá sao? Thật, tao ở đây mà bọn mày cũng tìm thấy sao? Đám chúng tôi đang tính toán có nên đứng dậy bỏ cổ chạy lấy người không thì bàn bên cạnh có người đứng dậy, cổ họng cũng phát lên giọng thề thế như bị cắt tiết. Tưởng ông đây ngán hả, con mẹ tụi bay? Nói xong, một đá làm ngã cái bàn. Phải nói chứ, cả đám chúng tôi bị kẹt giữa 29 tuyến, bây giờ đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong. Chúng tôi một bên là bờ đê, một bên là đám người xáo hỏa, một bên là nhóm của đẹp trai ba hướng đều bị chặn, chỉ còn một đường là nhào xuống sông. Ngồi yên xem trò vui, tôi nói sau khi quan sát tình hình, ngồi xuống châm thuốc. Cũng được, xem cuộc thanh trừng nội bộ của đội bảo vệ các vì sao. Từ Tiểu Thiên dựa vào ghế làm dáng như đang xem phim. Nhóm của đẹp trai thì đã tới gần chúng tôi, thấy chúng tôi không có ý rút lui thì ngừng một chút, bắt đầu nhìn hướng bờ sông để tìm cách đi vòng qua. Bọn người hòa tình bên này thì như vừa chép được thời cơ, đồng loạt nhảy lên phóng một cái ghế tới. Sông lên trước là cái tên sông như bị cắt tiết, trông dáng vẻ thì chắc là anh đài của bọn sao hòa. Khí thế rất ồ ạt, chẳng qua phía bờ sông có chắn mấy tảng đá lớn, thủ thế kiểu gì cũng có vẻ bất lợi. Tôi thấy đội duy trì trật tự các vì sao toát hết mồ hôi, trên tay bọn họ không có gì cả. Tôi mong chờ cảnh họ dùng khí công để bắt đầu phòng ngự. Thấy tên cổ họng bị cắt tiết kia cứ như lên cơn nhào tới, người đội mũ ngừng một chút đột nhiên khom người xuống nhặt tảng đá dưới chân. Thịch, hóa ra là dùng vũ khí sinh thái học. Cổ họng bị cắt tiết cũng sưng sững một chút, trong một giây tên này ngây người. Cũng cầm đá trên tay ném đi với một tư thế rất đẹp, hơn nữa còn chuẩn xác đập vào trán kẻ thù phát ra một tiếng chắc nịch. Ôi, sức lực kiểu gì? Dùng tảng đá mà phát ra được tiếng động thế kia sao? Cổ họng bị cắt tiết cũng lùi về phía sau, không kêu lên tiếng, thảm thiết cũng không ngã dúi bụi xuống đất, bất động. Ban đầu thoạt nhìn cũng không có gì là không ổn, nhưng mấy giây sau máu tuôn ra, hắn vẫn không nhúc nhích. Mấy người cầm kế ở phía sau có phần không biết phải làm thế nào,
chẳng biết nên tiếp tục đánh hay là lo cứu người bị thương hoặc lo quay đầu bỏ chạy. Hai bên cứ đứng như vậy, trận đấu này thật quái đản, vừa mới bắt đầu đã đánh xong rồi, đánh xong chẳng mất. Đẹp mày mày lăng tiêu. Sau một hồi trầm mặc, tên hỏa tinh kia bắt đầu phản ứng. Đầu tiên người này rống dần một tiếng, cảnh báo người đội mũ tên là Lăng Tiêu, sau đó vọt tới. Màn này thật là cho tôi cảm giác bi tráng, bởi vì đồng bọn của hắn sau còn đứng nguyên tại chỗ không thèm động đậy. Lăng Tiêu lại khom người xuống, dường như chuẩn bị nhặt đá tiếp. Kẻ xung phong lại luống cuống, cây ghế trong tay rơi xuống đất, sờ tay ôm đầu. Lăng Tiêu nhìn cục diện này xong cũng liền cười, đứng dậy không cầm đá. Đồng bọn hắn phía sau cũng vui vẻ, có người nói đẹp lắm, có người lại bảo thất ca không nỡ lặng tay nha. Lăng Tiêu bước tới bên cổ họng, lại bị cất tiếng đang ngồi xuống, đưa tay vỗ lên mặt kẻ đó mấy cái. Cổ họng bị cắt tiết cũng hừ mấy tiếng, không biết là bị làm tỉnh hay là do vừa mới tỉnh nên không dám động đậy. Ông anh hả? Lăng Tiêu cười một chút, đưa tay vào túi quần tìm cái gì đó, sờ soạn cả buổi lấy ra được cây kẹo mút, thầm thả xé gói kẹo sau đó bỏ vào miệng. Lần sau có đụng mặt tao thì né cho xa nghe chưa? Nếu không tao sẽ khiến mày phải hối tiếc là sao hồi xưa ba mày không treo mày lên tường rồi bắn bỏ cho xong. Nói tới nửa câu sau, giọng của Lăng Tiêu trở nên lạnh như băng, phát ra khí lạnh. Cổ họng bị cắt tiết không biết bị dọa hay do quá đau, đang rên hừ hừ bỗng đứng phát dậy. Lăng Tiêu đứng dậy nhìn những người đi cùng mình, nói đi thôi. Lúc đi qua bàn chúng tôi đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn. Uy ca bất chợt trở về trạng thái của bình thường, trừng mắt với tên kia. Không còn là Uy ca chàng trai ngây thơ kiêm nghệ thuật già lang thang nữa. Đã có ánh nhìn nghiêm túc, không nhắc tới kỹ năng, riêng điểm không sợ chết, tên này đứng đầu trong đám bọn tôi. Nhưng Lăng Tiêu không nhìn mắt Uy ca, chủ yếu là tôi không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lăng Tiêu quay đầu qua chỗ tôi, trong nháy mắt đó tôi thực sự nhìn sâu vào được ánh mắt của hắn. Có gì đó không rõ ràng làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi định học theo Uy ca trừng mắt lại, lúc đó bên Lăng Tiêu có người gọi, Thất ca, đi thôi. Lăng Tiêu xoay người bước đi, Thất ca, chết sấm còn dám cho mình là người thuộc băng đảng hả? Cứ cho là có đi thì cũng xếp hàng thứ 7, bị vênh vào cái gì, trước mặt còn có anh cả, anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, anh 6, anh 6 đó thôi. Hùng Hằng uống cạn tách trà trong vòng một nốt nhạc, đi thôi. Tử Tiểu Thiền cũng đứng dậy, cuộc vui đã xem xong, dù vở kịch này không có gì đặc sắc, bọn người hòa tình còn vây quanh tên cổ họng bị cắt tiết kia, bàn tán nầm ý. Tử Tiểu Thiền quay lại nhắc bọn họ, hãy gọi 120 không đi, máu tuôn như suối thế kia còn lo bàn tán được sao? Mấy người chúng tôi đi theo đường lớn Tân Giang đi về trên trường học, đạo nhiên quả thật không giống các người đẹp bình thường, chuyện vừa rồi không tạo cho nhỏ ám ảnh trong lòng ngược lại còn rất phấn khích. Thật là đẹp trai mà, cô thấy được mặt hắn hay sao mà cứ thấy đẹp trai đẹp trai đẹp trai quá đi hoài vậy, tôi từ đầu tới cuối thì cũng không hiểu được luôn. Sáng phẻ lúc ném đá thật đẹp trai mà, y như tư thế lúc chơi bóng chảy vậy, lúc ăn kẹo que cũng hấp dẫn quá đi. Tôi không chịu nổi, đá một cú vào mông Từ Tiểu Thiên, tôi bảo mày đó, mày không ý kiến gì hay sao, bạn gái mày thế kia thì rất đẹp trai mà. Từ Tiểu Thiên nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi nhất thời nghẹn họng, là tao quên, mày với Đào Nhiên y như nhau đều mê trai đẹp. Tôi không tiếp tục nghe Đào Nhiên như chúng ta, cứ đẹp trai mãi. Tôi vẫn thấy có cái gì đó rất là sai, sai ở đây, nhưng cho tới cùng thì chúng chẳng biết là cái gì, cũng không đào đầu ra được đầu mối. Thất ca, tự dưng tôi vui vẻ, sau lưng hắn chắc là bát ca rồi.